Mấy con chó này nè, nó ở nhà Thảo khi Thảo chưa có về đây, mà về đây nó dường như quen với nó vậy đó, thương lắm, đi đâu cũng chạy theo hết. Bữa nay Thảo chặt 500 trái dừa, dừa này và dừa xiêm. Cái buồng này là ở nhà của Thảo nè, dừa xiêm thường thôi, còn cái buồng này là cái cô quen mới vừa cho, dừa xiêm xanh, trái nó nhỏ nhỏ à. Mà ngọt lắm. Còn cái này là dừa lửa, nó màu vàng vàng. Còn cái buồng này đã bị Thảo giải quyết 3 bữa nay. Dừa dứa rất là thơm, còn được 3 trái. Chặt dừa đó cũng có nghệ thuật chặt nữa. Ngày xưa Thảo đi Phan Thiết á, thấy mấy cô ngoài Phan Thiết á, chặt dừa 3 nhát là uống được à. Bữa nay Thảo thử chặt dừa 3 nhát, chặt 500 trái dừa trong vòng 10 phút. Thảo giỡn thôi. Thử thử chặt dừa 3 nhát nha. Giờ chặt cái buồng dừa nhỏ này nè, dụng cụ. Con dao này là làm từ nhíp xe, là những chiếc xe nó có cái nhíp nhún á, khi mà chiếc xe nó hư rồi, người ở dưới quê á sẽ lấy cái nhíp đó để đi lại thợ rèn làm con dao, nó rất là bén. Đây, giờ Thảo chặt dừa 3 nhát nha. Chặt cái đầu trước, đầu tiên là chặt cái đầu trước cho nó bằng, đặng mình để xuống được á. Để hồi nữa mình để trái dừa vậy nè cho nó đứng. 3 nhát, 1 nhát, 2 nhát, được không? 3 nhát được không nè? Rồi giờ nhát cuối cùng là cho nó uống được nha. Wow, cũng được quá. Thảo đã thành công. Mời cả nhà uống dừa. Thảo xin giới thiệu với gia đình mình. Đây là cái loại ống hút Thảo về đây phát hiện được, mua trong siêu thị. Ống hút làm từ bột gạo. Tinh bột, ống hút tinh bột. Mình để vô trái dừa đó, cái một chút nữa nó mềm mềm ra luôn. Mời cả nhà uống dừa. Uống hết trong vòng 30 giây. Thảo chặt ra luôn. Dừa này ngon lắm nè. Bổ ra mình ăn cái ở trong đây. Nếu mà bình thường á, người thành phố thì sẽ lấy cái muỗng để mình múc cái cơm dừa này ra. Còn người dưới quê á, lấy cái miếng cái dừa mà hồi nãy Thảo chặt 3 nhát nè, cái miếng vỏ dừa đó, cái mình bỏ vô đây mình nạo. Đó. Đây là người miền quê. Nạo dừa ra vậy nè rồi ăn. Ngon lắm cô chú anh chị và các em. Mời cả nhà mình ăn cơm dừa. Ở quê Thảo sống vui vậy đó, buồn buồn cái ra lấy trái dừa chặt 3 nhát uống rồi tự ngồi ăn luôn. Có nhiều người chặt dừa không mà cần dao nữa đó, Thảo nghe nói vậy mà Thảo không biết tại sao chặt được. Thảo thì phải có cái dao mới chặt được. Một chút nữa thì có bạn tới chơi nên giờ Thảo chặt 500 trái dừa để hồi đãi bạn. Giờ chặt trái dừa này đi ha, trái dừa lửa nè. 3 nhát.
hơi cứng, già quá rồi đó. Được 3 nhát nè. Nếu mà mình muốn cho nó trắng á thì mình ngâm một miếng nước chanh với muối á, mình nhúng vô. Nhiều người á ở đây người ta cứ để vậy ta uống thôi. Nếu mà mình chặt ra rồi mình không ngâm thì hồi nó bị đen, nó ra mủ á. Mời cả nhà uống dừa. Ở trong làng là biết không? Cái sông cầu là không phải, phải không? Không phải. Không phải sông cầu. Trái này vừa dứa, thơm lắm. Có cái anh hái dừa hay lắm, mới vô chặt bùn dừa, dừa sim đó, đó. Nó bán được rồi. Đó, anh ấy đang hái và thòng bùn dừa xuống. Thế này là cái trò ở nhà sau của nhà Thảo. Bùn này bự nè ngoại, hai buồn. Cái buồn dừa này cũng lớn, nhiều trái. Bữa tao đứng ở trên lầu quay thấy cái buồn dừa này nè. Vậy là cây này được 3 buồn dừa sim lượt luôn hả? Tại cái loại này dừa sim hả mẹ? Lai luôn hả? Ôi thòng xuống rồi. Trời ơi, cái buồn dừa gì mà nó bự quá. Cái mít bự lắm hả chị? Trời. Bỏ dây rồi xuống luôn hả? Cái anh này leo dừa hay lắm. Anh nói lúc đầu leo thì rác, còn giờ nó chai cái chân luôn rồi, không có đau nữa. Sao sao cái dừa này nó màu vàng chị? Giống dừa. Ô. Thả xuống nhanh quá hả? Cái này chị họ của Thảo, nhà kế bên qua chơi. Cảm ơn chị Tám. Thêm một buồng nữa. Thôi anh hái nhanh quá. Cái này có 2 buồng à hả anh? 2 buồng à. Trời anh leo hay quá à. À, anh leo mấy chục năm rồi? Chục năm hả? Chục năm mà cũng leo quá trời luôn. Ủa, mua dừa thiên không? Không có mua dừa khô hả? Không, em chặt muốn hả? Đâu có, tao kêu nó chặt, giờ lại chặt giùm chứ. Dạ. Chặt đang đem vô ngoại nè, mẹ tao. Sexy. Có gì đâu, quà hái, có uống gì đâu, quà hái. Được bao nhiêu đây dừa rồi? Thảo là giải quyết nhanh gọn lắm, ngày mấy trái luôn. Giờ anh hái tới cái cây này nhiều trái lắm. Cái dừa này cao, nhiều buồn lắm. Anh leo tuốt ở trên đọt luôn rồi. Thảo đi ra gốc dừa lượm một trái dừa khô mà nó mọc mọng luôn.
Tại bữa giờ Thảo về Thảo thấy dục ở đây nè, vừa khô rẻ quá nên không có bán, nó rụng xuống để nó lên luôn. Chuối lá của nhà Thảo nè, đi ra vườn lụm vô luôn. Không trùng vậy. Thảo về đây á, một ngày uống 3-4 trái dừa luôn, uống thay nước, ghiền luôn á. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Đăng ký kênh Thảo Kali nha.